Cũng liên quan đến vấn đề an ninh mạng, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNSER vừa phát đi cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên diện rộng đa quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo VNSER, nhóm tin tặc có tên gọi là Shadow Broker đã tuyên bố đánh cắp được một bộ công cụ gián điệp tấn công hệ thống nhằm khai thác dữ liệu của cơ quan an ninh mạng quốc gia Mỹ NSA. Mục tiêu của các công cụ tấn công này nhằm vào các tổ chức tiền tệ, ngân hàng lớn, phần đông có trụ sở tại khu vực Trung Đông như UAE, Kuwait, Qatar, Palestine và Yemen. Tuy nhiên, PNC cho biết theo báo cáo đánh giá của các chuyên gia an toàn thông tin mạng, thì điều này có nguy cơ gây mất an toàn thông tin trên diện rộng đa quốc gia, trong đó của Việt Nam. Do đó, VNC khuyến cáo các tổ chức nhanh chóng rà soát và cập nhật hệ điều hành Windows nhằm tránh phải gặp những lỗ hỏng bảo mật chưa được phá lỗi. VNC cũng khuyến cáo nên cập nhật phiên bản mới nhất của các chương trình diệt virus, thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ bằng cách sử dụng các ổ đĩa lưu trữ ngoài và không kết nối các ổ đĩa vào Internet.